Bà ấy bán vỏ sò trên bờ biển. Những cái vỏ mà bà ấy bán là vỏ sò, tôi chắc chắn. Bởi vì bà ấy bán vỏ sò trên bờ biển, do đó tôi chắc chắn bà ấy bán vỏ sò biển. Bà ấy không chỉ bán vỏ sò, bà còn đặt nền móng cho cả giới sinh vật học. Bà tên là Mary Anning, người đã tìm ra nhiều hóa thạch đầu tiên về khủng long, hoặc ít nhất là thời đó người ta xem chúng là khủng long. Đầu tiên, mình sẽ nói về cuộc đời bà. Trước khi có bà, gia đình Anning có một Mary khác, chính là người chị, nhưng vụ hỏa hoạn đã lấy đi căn nhà, cùng với đó là chị gái của Mary đã qua đời. Sau cái chết của người chị không lâu, Mary Anning, nhân vật chính của video hôm nay, mới chào đời. Khi Mary Anning mới 15 tháng tuổi, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra và dần trở thành một câu chuyện lưu truyền trong vùng. Hôm đó, một người hàng xóm bế Mary trong tay, cùng hai người phụ nữ khác đứng dưới bóng râm của một cây dù lớn. Họ đang chăm chú xem buổi biểu diễn cưỡi ngựa do một đoàn xiếc lưu động tổ chức. Bầu không khí hân hoan đột ngột bị phá vỡ khi một tia sét chói lòa từ trên trời đánh thẳng xuống cây dù. Cú sét kinh hoàng ấy đã cướp đi mạng sống của cả ba người phụ nữ đứng bên dưới. Trong cảnh tượng đó, Mary bé nhỏ vẫn được bế trên tay, nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra, em bé Mary vẫn còn sống. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi kinh ngạc, và câu chuyện về sự thoát chết kỳ lạ của Mary Anning nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn. Cô bé Mary bình an vô sự, sống và lớn lên cùng với người cha của mình. Do nhà gần biển nên cô thường ra các bờ biển để nhặt vỏ sò, và cô gọi chúng là răng cá sấu. Các du khách rất thích những thứ này nên đã mua những vỏ sò mà Mary nhặt được. Thật không may, khi cha của Mary đang đi nhặt vỏ sò thì trượt chân làm ông rơi xuống vách đá. Ông bị thương nặng nhưng mà vẫn bò về được tới nhà. Ông phải ở nhà suốt 3 năm sau đó rồi qua đời. Ông bỏ lại một khoản nợ lớn cho vợ và hai người con. Mary Anning phải làm đủ việc trong thị trấn để cố gắng mang tiền về cho nhà. Nhưng không có công việc nào khiến cô yêu thích bằng việc đi tới bãi biển như đã từng đi cùng với cha. Đối với Mary thì việc tìm kiếm những thứ hay ho ngoài đó để nhặt gây kích thích sự tò mò bên trong cô. Giống như chúng ta từng chơi Pokemon vậy đó. Sẽ không biết loài tiếp theo mà chúng ta gặp được là loài nào, là một loài mới hay là những con Pokemon quen mặt hàng ngày. Một ngày, Mary nhặt được một vỏ sò to và đẹp. Một du khách đi ngang qua và đề nghị mua nó. Số tiền mà Mary bán vỏ sò đó đủ để mua đồ ăn cho cả nhà trong một tuần. Trong khoảnh khắc, Mary nhận ra cô có thể bán những vỏ sò hiếm này và kế nghiệp cha mình, miễn là cô chấp nhận rủi ro và nguy hiểm như những gì đã không may xảy ra với cha cô. Được làm việc mình thích và nuôi được gia đình thì còn gì bằng. Mary cùng em trai đi dọc các bờ biển ở đông nam nước Anh để săn các vỏ sò. Còn mẹ của Mary thì mở một quầy chuyên bán hóa thạch các vỏ sò ngay tại phòng khách trong nhà. Và ngày ấy đã đến, em trai Mary đã tìm thấy hóa thạch lớn trước tiên. Cậu ấy nghĩ mình tìm được hóa thạch của một con cá sấu. Cá sấu ở Anh. Nhưng cậu không tiếp tục điều tra thêm xem đó là xương của con gì, do đã tìm được công việc mới. Có vẻ là cá kiếm hơn là đi lượm từng vỏ sò. Để lại việc truy tìm các hóa thạch cho một mình chị gái Mary. Mary vẫn tiếp tục công việc này cho đến 12 năm sau. Bà quyết định chơi lớn. Sự tò mò về những khúc xương kỳ dị đã thôi thúc Mary dẫn tới một quyết định. Bà sẽ điều tra xem chúng là gì. Dù chỉ có số tiền ít ỏi, Mary đã thuê một đội để đào những phần xương còn lại. Lòng quyết tâm và sự tò mò của Mary đã được đền đáp. Mary và những người cô thuê vô tình đã đào được hóa thạch hoàn chỉnh đầu tiên của thằn lằn biển Ichthyosaurus, hay Hán Việt mình gọi là ngư long á. Vào thời điểm đó, chưa có ai từng thấy chúng. Hóa thạch này không giống bất kỳ hóa thạch nào mà người ta đã tìm thấy trước đó. Nghe được tin, một nhà sưu tầm hóa thạch đã tới và mua nó với cái giá cao hơn rất nhiều so với khoản tiền mà Mary đã đầu tư để thuê nhân công đi đào. Hóa thạch được trưng bày trong một bảo tàng, nơi mà ai đi qua cũng thấy. Chẳng mấy chốc, con thằn lằn hình cá này đã được Hiệp hội Địa chất London để ý tới. Nhờ nó mà giới khoa học đã nhận định rằng còn rất nhiều loài ngoài kia đã tuyệt chủng và đợi họ đến để khai quật. Đây được coi là một tư tưởng cấp tiến trong xã hội Thiên Chúa giáo thời ấy. Nó đi ngược lại với tư tưởng rằng vạn vật được sinh ra đều do sự sáng tạo tuyệt vời của Chúa Trời. Điều đặc biệt nữa là sinh vật mà Mary đào được là một loài thủy sinh cụ thể, là nó sống ở biển, nhưng hóa thạch của chúng lại tìm được ở trên cạn. Hiệp hội Địa chất liền nhảy vào và suy đoán liệu
nó vốn không phải là một loài thủy sinh mà lại là một loài cá sấu hay loài vịt nào đó. Họ thảo luận đủ thứ, suy luận đủ kiểu, nhưng mỗi vấn đề là ai đào ra nó thì không hề được đề cập. Thời điểm đó, phụ nữ vốn không có chỗ trong giới khoa học. Họ lại càng nghĩ một người phụ nữ nghèo thất học chỉ vô tình ăn may thôi. Dù sao đi nữa thì cũng không quan trọng. Đối với Mary Anning thì việc tìm ra các hóa thạch và cẩn thận khai quật chúng thì đã đủ vui rồi. Cô vẫn bán những thứ mình kiếm được và gia đình cô vẫn sẽ có tiền để trang trải. Những người biết được giá trị thật của những khúc xương này nhanh chóng tìm tới Mary, họ mua chúng và nhận lại là công lao tìm ra những hóa thạch. Mary dù biết và không hài lòng với những gã này, nhưng cô vẫn chấp nhận kết bạn với họ, cô sẽ không lỗ. Họ có hóa thạch, còn cô thì sẽ có được kiến thức từ họ. Mary quyết tâm, cô không muốn mình là một người phụ nữ may mắn tình cờ phát hiện ra hóa thạch. Cô chuyên tâm nghiên cứu, đọc những quyển sách có được từ những người mà cô đã kết bạn. Ngoài những hóa thạch, Mary còn thu thập những xác sinh vật biển để mổ xẻ chúng trong căn bếp của nhà mình. Và dù tự học, Mary vẫn có thể tranh luận khoa học thắng những học giả lúc bấy giờ. Mary vẫn tiếp tục công cuộc truy tìm hóa thạch của mình. Vào năm 1823, Mary Anning đã khai quật được hóa thạch gần như là đầy đủ của một loài thằn lằn biển khác. Tên của nó là thằn lằn cổ rắn, Hán Việt là xà đầu long, Plesiosaurus. Trước đó thì cũng có vài người tìm được xương của con này, cơ mà chỉ được vài phần cơ thể. Riêng chỉ có Mary là tìm được hóa thạch với đầy đủ các bộ phận. Một hình thù kỳ quái, cái cổ thì dài, cái thân thì béo. Tứ chi lại có hình như cái mái chèo. Trên đời này làm gì có con nào như thế? Hư cấu quá vậy? Các chuyên gia trong ngành thời đó liền lan truyền thông tin rằng hóa thạch này là đồ giả. Nhà giải phẫu học nổi tiếng người Pháp Georges Cuvier đã cáo buộc Mary Anning rằng bà đã lắp ghép xương từ nhiều loài lại với nhau. Điều này làm mất uy tín và làm cho công việc kinh doanh của Mary bị ảnh hưởng. Nhưng vào năm 1824, Hiệp hội Địa chất đã họp lại và minh oan cho cô. Hóa thạch này là hàng thật, limited edition có một chưa có hai. Nhiều hóa thạch khác của Anning cũng được công khai, nhưng những công lao này vẫn thuộc về những người khác, vì Mary đã bán chúng rồi. Việc hàng loạt loài mới được tìm ra hóa thạch dẫn tới nhiều người bắt đầu chú ý hơn về chúng. Một ngành mới được ra đời có tên là cổ sinh vật học, Paleontology. Mary dù không có học hàm học gì, nhưng vì danh tiếng của cô đã bắt đầu lan rộng khắp châu Âu, họ đặt cho cô biệt danh công chúa ngành cổ sinh vật. Sau khi theo đuổi hóa thạch xương của các loài, Mary bắt đầu nhảy sang tìm kiếm những thứ khác. Lần đầu cô tìm tới phân, đúng vậy là phân hóa thạch đó. Mary tìm được những hòn đá ở phần bụng của những hóa thạch động vật. Trái ngược với trí tưởng tượng của bạn thì chúng rất đẹp, trông như đá quý vậy. À mà người viết kịch bản kiêm editor không chèn hình vào đâu, nên các bạn tự search từ này để xem nhé. Nhờ có nghệ thuật hắc ám tà ma ngoại đạo, thứ mà bây giờ còn nguy hiểm hơn lâm tặc, chính là hóa học. Nhờ có hóa học, Mary và bạn mình đã thành công biến những khối đá lấp lánh tuyệt vời kia thành lại phân như trước khi chúng đã từng. Nhờ vậy mà Mary đã chứng minh được hai thứ, đó là chúng ăn gì và cách chúng trở thành hóa thạch. Nó trở thành cột mốc cũng như phát hiện lớn trong giới cổ sinh vật học cho đến ngày nay. Henri Delabé, người bạn của Mary, đã đặt tên cho chúng là Coprolite, cũng như nhanh chóng đăng báo về chúng. Ông này vội vã đến nỗi Mary không kịp bán đống này cho mấy nhà sưu tầm mua danh tiếng, thì tên cô đã ở trên mặt báo. Chưa dừng lại ở đó, những cơn bão đầy nguy hiểm đã mang đến cho Mary một món quà. Thứ này không có mái chèo để bới, mà nó có cánh. Mary Anning phát hiện ra hóa thạch của một con pterodactyl. Nó chứng minh một điều rằng đã có những con bò sát biết bay. Một lần nữa, khám phá của Mary đốt lên ngọn lửa của trí tưởng tượng trong giới sinh vật học. Họ bắt đầu lắp cánh vào bất kỳ con gì có hóa thạch. Dù gì thì một con thằn lằn có cánh cũng ngầu hơn mấy con bình thường mà. Sau đó, cô lại phát hiện thêm hóa thạch của một xà đầu long khác. Và trước khi bước sang tuổi 30, Mary đã có 5 phát hiện lớn trong giới cổ sinh vật. Ngoài ra, cô còn lập danh mục các loài cá và cúc đá. Bao nhiêu đấy là đủ để Mary Anning hơn nhiều người đàn ông thời bấy giờ chỉ việc ngồi không đánh giá và nhận lương từ các trường đại học và bảo tàng, hay thậm chí là trong giáo hội. Vào năm 46 tuổi, Mary biết mình đã bị ung thư vú. Bà tiếp tục sống thêm 2 năm nữa để tìm hóa thạch, nhưng không tìm thấy gì thêm sau đó.
Những người từ chối nhận Mary vào Hiệp hội Địa chất đã gây quỹ để hỗ trợ bà, và khi bà ấy qua đời để tưởng nhớ công lao, họ đã lắp hình ảnh bà vào gương ở trong nhà thờ quê hương. Những gì họ làm đã thực sự quá muộn. Bà không được biết đến là một nhà cổ sinh vật học, mà chỉ là người bán vỏ sò. Đến tận gần 200 năm sau khi Mary qua đời, công lao của bà mới được ghi nhận. Quá trình phát hiện hóa thạch đã diễn ra từ thời cổ đại, nhưng sự hiểu biết về những mẫu xương và hóa thạch được tìm thấy khi đó còn rất hạn chế, dẫn đến nhiều lầm tưởng và quan niệm sai lầm. Trong các nền văn minh cổ đại và trung cổ, những người phát hiện hóa thạch thường liên hệ chúng với các sinh vật thần thoại, bởi khoa học thời bấy giờ chưa có khái niệm về khủng long hay các loài sinh vật đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước. Ở Hy Lạp cổ đại, những mảnh xương khổng lồ được tìm thấy thường bị cho là dấu vết của các sinh vật khổng lồ trong thần thoại. Nhà triết học Herodotus và nhà tự nhiên học Xenophanes đều ghi chép về hóa thạch, nhưng họ không nhận ra rằng đây là xương của các loài động vật đã tuyệt chủng. Herodotus, khi phát hiện ra hóa thạch của các loài sinh vật biển ở những vùng núi cao, đã suy đoán rằng chúng là dấu hiệu của một trận lụt lớn, nhưng ông vẫn nghĩ các sinh vật này thuộc về thế giới thần thoại. Tại Trung Quốc cổ đại, hóa thạch được cho là xương rồng. Người Trung Quốc xem rồng là biểu tượng của sức mạnh và sự bảo trợ từ thiên nhiên. Vì thế, khi phát hiện những mẫu xương hóa thạch lớn, họ thường cho rằng đó là dấu vết của những con rồng khổng lồ từng ngự trị trên bầu trời và dưới biển. Những xương rồng này thường được sử dụng trong y học cổ truyền với niềm tin rằng chúng mang lại sức mạnh chữa lành. Người La Mã cũng có những lầm tưởng tương tự. Các hóa thạch khổng lồ thường được cho là xương của các anh hùng thần thoại hoặc các vị thần. Điều này xuất phát từ niềm tin tôn giáo và những câu chuyện thần thoại phong phú của họ. Pliny the Elder, một nhà sử học và tự nhiên học La Mã, đã viết về những mảnh xương mà ông cho là của những sinh vật kỳ bí, mặc dù chúng thực ra là hóa thạch của những loài động vật lớn đã tuyệt chủng. Trong thời Trung Cổ, khi khoa học bị lấn át bởi tôn giáo và niềm tin vào những câu chuyện huyền bí, các hóa thạch tiếp tục bị xem là bằng chứng về các sinh vật thần thoại. Ở châu Âu, khi các mảnh xương khổng lồ được tìm thấy, chúng thường được cho là xương của các vị thánh, các anh hùng trong kinh thánh, hoặc các sinh vật huyền thoại như rồng, quái vật biển và khổng lồ. Trong thời kỳ này, bất kỳ điều gì không giải thích được về mặt khoa học thường được lý giải bằng những câu chuyện tôn giáo hoặc thần thoại. Ibn Sina, hay còn được gọi là Avicenna, một nhà triết học và y học nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo, là người đã đưa ra một cách giải thích hợp lý hơn vào đầu thế kỷ 11. Ông tin rằng các hóa thạch này do chất lỏng hóa đá chảy vào những sinh vật sống và dần dần biến chúng thành đá. Mặc dù đây vẫn là một quan niệm sai lầm, nó đã mở đường cho những nghiên cứu khoa học sau này về hóa thạch. Tại châu Âu, trong thời kỳ Trung Cổ, các hóa thạch thường được liên hệ với các truyền thuyết về rồng và quái vật biển. Khi các mảnh xương lớn được tìm thấy, người dân địa phương thường liên kết chúng với những câu chuyện về rồng khổng lồ đang ngủ dưới lòng đất. Một ví dụ điển hình là khi hóa thạch của mammut được phát hiện ở miền nam nước Ý. Nhiều người tin rằng đó là xương của một con sài lốp, quái vật khổng lồ một mắt, vì hốc lớn ở trung tâm hộp sọ được cho là hốc mắt của sinh vật khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp. Trong các nền văn hóa Á Đông, hóa thạch của các sinh vật như xà đầu long hay rực long có hình dạng dài và kỳ quái, thường bị nhầm với xương của rồng hoặc những loài rắn khổng lồ trong thần thoại. Điều này phản ánh niềm tin sâu sắc vào những sinh vật thiên nhiên và sức mạnh thần bí của chúng trong văn hóa của các nước phương Đông. Antediluvian, hay còn gọi là tiền hồng thủy, là một thuật ngữ dùng để chỉ khoảng thời gian trong kinh thánh giữa sự sa ngã của loài người, câu chuyện về Adam và Eva và trận đại hồng thủy của Noah. Thuật ngữ này xuất hiện trong sách Sáng Thế, Genesis, cụ thể là từ các chương 1 đến 6, trước khi xảy ra trận lũ lụt lớn, được mô tả là cuộc thanh lọc của Thiên Chúa đối với loài người. Theo Kinh Thánh, thời điểm tiền hồng thủy là giai đoạn mà con người bắt đầu đông đúc trên mặt đất và trở nên ngày càng tội lỗi. Trong thời gian này, sự thay đổi về đạo đức và tội lỗi lan rộng đã khiến Thiên Chúa quyết định xóa sổ sự sống trên trái đất bằng một trận lũ lụt khổng lồ. Noah được Thiên Chúa lựa chọn để xây dựng một con tàu lớn nhằm cứu giúp gia đình ông và mỗi loài động vật một cặp khỏi cơn đại hồng thủy sắp tới.
Trận lụt này được xem như là một cách để xóa bỏ sự bất công và tội lỗi, làm sạch thế giới để con người có thể bắt đầu lại. Tuy nhiên, trong khoa học, đặc biệt là vào những thế kỷ 17 và 18, khái niệm này đã được mượn và sử dụng để mô tả các thời điểm tiền sử rất xa xưa của trái đất. Nó được gắn liền với những nỗ lực ban đầu của các nhà khoa học nhằm hiểu rõ hơn về sự phát triển của trái đất, cuộc sống cổ đại và những bằng chứng được lưu giữ trong hóa thạch. Vào những năm cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, nhận thức về trái đất đã thay đổi mạnh mẽ, từ cách hiểu dựa trên tôn giáo hoặc thuyết hữu thần sang hướng tiếp cận tự nhiên luận. Các nhà khoa học bắt đầu thừa nhận rằng trái đất không chỉ tồn tại hàng nghìn năm mà còn trải qua hàng triệu năm biến đổi địa chất. Trong quá trình này, khái niệm Antediluvian từng được dùng để chỉ những thời kỳ cực kỳ cổ xưa trước khi con người xuất hiện. Charles Lyell, một trong những nhà địa chất học hàng đầu, đã giới thiệu lý thuyết thống nhất địa chất trong tác phẩm Nguyên tắc địa chất học năm 1830, mở rộng tầm hiểu biết về thời gian địa chất và cho thấy trái đất trải qua các quá trình thay đổi liên tục trong suốt hàng triệu năm. Lý thuyết này giúp củng cố ý tưởng rằng trái đất cổ xưa hơn nhiều so với các ước tính dựa trên kinh thánh, đưa ra một cái nhìn tự nhiên luận và dài hạn về lịch sử địa chất. Antediluvian khi đó đã được dùng để ám chỉ thời kỳ trước sự xuất hiện của con người, khi các sinh vật khổng lồ như khủng long từng ngự trị trên trái đất. Từ này mang theo cảm giác về một thời đại hoang sơ và huyền bí, nơi những sinh vật khổng lồ thống trị hành tinh trong môi trường mà chúng ta chưa từng thấy. Trong các văn bản và tài liệu khoa học thời kỳ Victoria, khái niệm này xuất hiện khá thường xuyên khi các nhà khoa học tìm cách kết hợp những bằng chứng hóa thạch vào những khung cảnh thời tiền sử. Tuy nhiên, khi khoa học tiếp tục phát triển, đặc biệt là sau sự xuất hiện của thuyết tiến hóa của Darwin và những khám phá của nhà cổ sinh vật học Louis Agassiz vào những năm 1860, cách hiểu về lịch sử trái đất ngày càng chính xác hơn, các khái niệm như Antediluvian dần bị thay thế bởi các thuật ngữ khoa học cụ thể hơn như kỷ phấn trắng, kỷ Jura hay các giai đoạn địa chất cụ thể trong niên đại địa chất. Thay vì dựa vào các khái niệm tôn giáo, các nhà khoa học dựa trên bằng chứng thực nghiệm từ hóa thạch, địa chất và các quá trình tự nhiên để phân tích lịch sử trái đất. Ngày nay, thuật ngữ Antediluvian chủ yếu mang tính biểu tượng hoặc văn học, dùng để ám chỉ một thời kỳ cổ xưa hoặc huyền bí, thay vì có giá trị trong khoa học địa chất hay cổ sinh vật học. Thời kỳ này đã nhường chỗ cho các hệ thống phân loại địa chất hiện đại hơn, dựa trên các bằng chứng và nghiên cứu khoa học vững chắc. Quái vật tiền hồng thủy. Trong những thế kỷ đầu của lịch sử nghiên cứu cổ sinh vật học, khi con người bắt đầu phát hiện và nghiên cứu các hóa thạch, những sinh vật cổ đại chưa từng thấy này thường được mô tả với sự sợ hãi và mê tín. Trước khi có hiểu biết khoa học rõ ràng về khủng long và các loài sinh vật cổ xưa khác, những hóa thạch được tìm thấy bởi con người thời bấy giờ gắn ghép với các sinh vật trong truyền thuyết và thần thoại. Họ gọi chúng là Antediluvian Monster, quái vật thời tiền hồng thủy, ám chỉ chúng là những sinh vật từ thời kỳ cổ xưa trước trận đại hồng thủy. Những người tìm thấy hóa thạch thường vẽ lại chúng với hình dáng kỳ quái, đáng sợ, có phần thần thoại. Các xương khủng long, hóa thạch của loài xà đầu long hay rực long khi đó được mô tả như những con rồng khổng lồ, rắn biển hay các loài quái vật có cánh giống những sinh vật trong các câu chuyện huyền bí. Một phần nguyên do là do họ không có khái niệm về khủng long hay các loài động vật cổ đại, và cũng vì niềm tin vào các sinh vật huyền thoại rất phổ biến thời đó. Các họa sĩ và nhà nghiên cứu thời kỳ này đã phác họa lại những hóa thạch với hình ảnh đầy ghê rợn, những bức tranh mô tả khủng long như những con quái vật khổng lồ với răng nanh sắc nhọn, hoặc rực long với đôi cánh da bay lượn trên những bầu trời của một thế giới tiền sử u ám. Những sinh vật này được mô tả là sống trong một thời kỳ khắc nghiệt, nơi mà trái đất còn chưa có mặt trời và mặt trăng như câu chuyện trong sách Sáng Thế, tạo nên một hình ảnh thế giới đầy nguy hiểm và siêu nhiên. Trong các văn bản và hình ảnh được vẽ lại từ thế kỷ 18 và 19, những hóa thạch của các sinh vật tiền sử được đặt vào bối cảnh thời tiền hồng thủy, nơi mà họ tin rằng những con quái vật này từng tồn tại. Cụ thể, những hóa thạch khủng long như Megalosaurus hay Iguanodon đều được vẽ với kích thước khổng lồ và hình dáng đáng sợ. Ichthyosaurus
xà đầu long và pterosaur, rực long cũng được phác họa với những chi tiết quái vật giống các sinh vật từ truyền thuyết về rồng hay những con thủy quái khổng lồ dưới biển sâu. Thuật ngữ Antediluvian Monster không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết thời đó về hóa thạch, mà còn minh chứng cho cách con người trong lịch sử luôn tìm cách giải thích những hiện tượng tự nhiên chưa rõ bằng niềm tin vào thần thoại và tôn giáo. Những sinh vật cổ đại này, thông qua cách mô tả của các họa sĩ và nhà nghiên cứu, trở thành biểu tượng của một thời kỳ bí ẩn, nơi mà thế giới bị thống trị bởi những con quái vật khổng lồ trước khi chúng bị hủy diệt trong trận lụt lớn. Chỉ khi khoa học tiến bộ, đặc biệt vào thế kỷ 19, con người mới bắt đầu nhận ra rằng những sinh vật được gọi là quái vật tiền hồng thủy thực ra là những loài khủng long và các sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Sự phát triển của cổ sinh vật học và địa chất đã giúp đưa ra các lời giải thích chính xác hơn, thoát khỏi bóng đen của sự mê tín và thần thoại. Video này được mình lấy cảm hứng viết kịch bản khi mình vô tình xem được đoạn phim hoạt hình Antediluvian từ kênh YouTube của Mario Landas. Anh này là một họa sĩ chuyên vẽ các bức tranh về cổ sinh vật học. Theo như dưới comment thì đoạn phim này được anh ấy hoàn thành trong vòng 2 năm vừa rồi. Mình sẽ để link dưới phần bình luận cho những ai muốn xem nhé. Cho đến năm 1842, từ khủng long vẫn còn là một khái niệm xa lạ với mọi người. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Richard Owen, một nhà giải phẫu học nổi tiếng, gom ba loài động vật tiền sử có những điểm chung kỳ lạ lại với nhau. Phát hiện này của ông đã tạo ra một bước ngoặt trong cách thế giới nhìn nhận về các loài bò sát hóa thạch. Điều thú vị là con người đã phát hiện ra xương khủng long từ hàng ngàn năm trước, nhưng không ai biết chắc chúng thực sự là gì. Thậm chí có thể những mảnh xương hóa thạch này đã góp phần tạo nên những câu chuyện về rồng trong truyền thuyết của nhiều nền văn hóa. Tuy nhiên, cuộc đời của khủng long trong khoa học không hề dễ dàng. Suốt gần 80 năm, chúng bị nhiều nhà khoa học bác bỏ, không được công nhận là một nhóm sinh vật thực sự. Nhưng rồi vào những năm 1970, các loài thằn lằn khủng khiếp đã tái xuất và nhanh chóng chiếm lại sự chú ý của giới khoa học, đặc biệt là các nhà cổ sinh vật học. Sir Richard Owen không chỉ là một trong những nhà khoa học hàng đầu thời kỳ đó, mà còn là một nhân vật đầy thú vị, đôi khi cũng khá gây tranh cãi. Ông là người đã sáng lập ra Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, nơi mà hàng triệu người tới tham quan mỗi năm để ngắm nhìn những bộ sưu tập khổng lồ về sinh vật học và cổ sinh vật học. Câu chuyện về Owen còn đáng chú ý hơn khi ông trở thành gia sư khoa học cho các hoàng tử và công chúa của Hoàng gia Anh, dạy họ về thế giới tự nhiên. Điều này chắc chắn làm tăng thêm ảnh hưởng của Owen trong hoàng gia. Tuy nhiên, có lẽ ông được nhớ đến nhiều nhất qua những cuộc tranh cãi với nhà khoa học cùng thời, nổi bật là với Charles Darwin, người mà Owen đã có cuộc đối đầu nổi tiếng về thuyết tiến hóa. Vào đầu thế kỷ 19, miền Nam nước Anh trở thành trung tâm của những khám phá về hóa thạch, đặc biệt là ba loài khủng long nổi tiếng Megalosaurus, Iguanodon và Hylaeosaurus. Những mô tả đầu tiên về chúng lần lượt được đưa ra bởi các nhà khoa học William Buckland và Gideon Mantell vào những năm 1824, 1825 và 1833. Khi Richard Owen bắt tay vào nghiên cứu sâu hơn về ba loài này, ông đã phát hiện ra nhiều điểm chung kỳ thú giữa chúng. Owen nhận thấy rằng ở Megalosaurus và Iguanodon, phần xương sống ở cuối cột sống, xương cùng, đã hợp nhất khi chúng còn sống. Điều này thôi thúc ông kiểm tra tiếp và ông phát hiện ra rằng Hylaeosaurus cũng có những đặc điểm tương tự. Từ những mảnh hóa thạch và sự tương đồng này, Owen quyết định gom chúng lại thành một nhóm mới. Vào tháng 7 năm 1841, Owen đã chia sẻ phát hiện này trong một bài phát biểu kéo dài gần 2 giờ đồng hồ tại Hiệp hội Khoa học Anh và chính thức đặt tên nhóm này là Dinosauria trong báo cáo xuất bản vào năm 1842. Và thế là từ khủng long chính thức ra đời, đánh dấu bước khởi đầu của một trường khoa học mới về loài sinh vật khổng lồ mà chúng ta biết ngày nay. Tiếng Trung Quốc là... Hán Việt là khủng long, nghĩa là thằn lằn khủng khiếp. Tuy nhiên, cụm từ Dinosauria thực ra ở đây là vĩ đại đáng sợ, ám chỉ đến kích thước khổng lồ của những loài vật này so với bất kỳ loài bò sát sống nào khác. Thay vì chỉ đơn thuần là sự khủng khiếp, cho nên nếu gọi tiếng Việt cho đúng với ý nghĩa của Owen
thì gọi là cự long mới phải. Dù các hóa thạch thời đó chưa hoàn chỉnh, các nhà cổ sinh vật học đã cố gắng ước tính kích thước khủng long bằng cách phóng đại từ các loài thằn lằn hiện đại. Một số ước tính cho thấy có loài khủng long có thể dài tới 60 mét, nhưng Owen lại tỏ ra hoài nghi về những con số khổng lồ này. Thay vì dựa vào các loài thằn lằn hiện đại, ông chọn đo đốt sống của khủng long và so sánh với số lượng đốt sống của cá sấu. Cách làm này mang lại kết quả hợp lý hơn với Megalosaurus và Iguanodon chỉ dài khoảng 9 mét. Trong khi nhiều nhà khoa học cùng thời vẫn hình dung khủng long có tư thế giống như thằn lằn hiện đại, với chân xòe ra hai bên, Richard Owen đã có một suy nghĩ táo bạo. Ông tin rằng chân của khủng long sẽ nằm ngay dưới cơ thể, giúp chúng hỗ trợ được trọng lượng khổng lồ của mình. Chính cách hình dung này đã dẫn đến việc khủng long thường được mô tả với tư thế đứng tương tự các loài động vật bốn chân như động vật có vú hiện đại. Các nghiên cứu này đã khẳng định quan điểm của Owen về tư thế đứng của khủng long. Đây cũng trở thành một trong những đặc điểm quan trọng giúp phân biệt khủng long với các loài bò sát không thuộc nhóm khủng long. Khi công bố nhóm Dinosauria, Owen tuyên bố rằng chúng có nét tương đồng với các loài động vật có da dày như voi hay hà mã thuộc nhóm Pachydermoid. Mặc dù nhóm phân loại này không còn được sử dụng trong khoa học ngày nay, nó giúp giải thích tại sao các mô hình khủng long từ thập niên 1850 tại Crystal Palace lại có nét giống tê giác, bởi Owen chính là cố vấn khoa học cho dự án này. À mà nếu ai thấy quen thì Crystal Palace cũng là tên của một tòa nhà trong logo của câu lạc bộ Crystal Palace, hiện đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh. Megalosaurus được xem là khủng long đầu tiên được mô tả trong tài liệu khoa học, nhưng có thể nó đã được phát hiện từ trước đó với một tên gọi khác. Vào giữa thế kỷ 17, tiến sĩ Robert Plot, quản lý đầu tiên của bảo tàng Ashmolean tại Oxford, đã tìm thấy một mảnh xương hóa thạch kỳ lạ. Ông nhận xét rằng nó rất giống phần dưới của xương đùi người, nhưng rõ ràng đây không phải là xương của con người. Plot đã minh họa hóa thạch này nhưng chưa đặt tên chính thức. Hóa thạch này được tìm thấy ở Cornwall, thuộc Oxfordshire, và vùng này chủ yếu có đá vôi từ kỷ Jura giữa. Điều thú vị là, nếu tiến sĩ Plot có nhiều kiến thức hơn về hóa thạch khủng long lúc bấy giờ, có lẽ Megalosaurus đã được phát hiện và đặt tên sớm hơn rất nhiều. Vào năm 1763, bác sĩ người Anh Richard Brooks đã xem xét lại công trình của Robert Plot. Brooks quyết định đặt tên cho hóa thạch kỳ lạ mà Plot mô tả một cái tên khá hài hước, Scrotum Humanum, vì ông cho rằng hóa thạch này có hình dạng giống một bộ phận cơ thể người. Ông chỉ đơn giản ghi chú rằng nó trông giống với của một người đàn ông. Tuy nhiên, cả Plot lẫn Brooks đều không hề biết rằng họ thực sự đang đối mặt với gì. Mãi nhiều năm sau, hóa thạch này mới được đánh giá lại và người ta cho rằng nó có thể thuộc về loài khủng long Megalosaurus. Điều thú vị là, vì cái tên Scrotum Humanum được mô tả 60 năm trước khi Megalosaurus được phát hiện, nên về mặt lý thuyết, nó có thể đã trở thành tên chính thức của loài khủng long này. Tuy nhiên, hóa thạch đó đã bị thất lạc và không có cách nào xác định chính xác liệu nó thực sự thuộc về Megalosaurus hay không. Đến những năm 1990, Ủy ban Quốc tế về Doanh pháp Động vật học quyết định rằng Scrotum Humanum không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để trở thành một tên khoa học hợp lệ. May mắn thay, điều này đã giúp loài khủng long này tránh được việc phải mang một cái tên khá khó xử. Và vì vậy, Megalosaurus vẫn giữ được vị trí của nó là loài khủng long đầu tiên được mô tả chính thức trong giới khoa học. Dinosauria, nhóm khủng long do Richard Owen đặt tên, suýt nữa đã bị loại bỏ vào cuối thế kỷ 19. Khi ngày càng có nhiều loài bò sát hóa thạch được phát hiện, các nhà cổ sinh vật học bắt đầu tìm cách phân loại và sắp xếp chúng lại theo những tiêu chí mới. Hai nhóm chính nhanh chóng được xác định: Ornithischian, hông giống chim, và Saurischian, hông giống thằn lằn. Đến năm 1888, nhà cổ sinh vật học Henry Seeley xuất bản một bài báo quan trọng về hai nhóm này, và trong đó, ông thẳng thắn tuyên bố rằng Dinosauria của Owen không còn có giá trị như một nhóm động vật tự nhiên. Seeley cho rằng các loài trong nhóm này chỉ là một tập hợp lộn xộn của những loài bò sát có quan hệ xa nhau. Kết quả là khái niệm Dinosauria dần dần mất đi sức hút và bị coi là không có ý nghĩa khoa học thực sự. Tuy nhiên, đến những năm 1970,
Một loạt bằng chứng mới được thu thập, bao gồm việc phát hiện ra rằng chim tiến hóa từ một nhóm khủng long, đã chứng minh rằng Dinosauria không phải là một khái niệm lỗi thời. Dưới sự dẫn dắt của các nhà cổ sinh vật học người Mỹ như Robert Baker và John Ostrom, cuộc phục hưng khủng long đã khởi đầu. Điều này đưa khủng long trở lại trung tâm nghiên cứu và một lần nữa khẳng định chúng là một nhóm động vật quan trọng trong lịch sử sự sống trên trái đất. Không phải cuộc chiến nào cũng vô nghĩa. Dù mang tính hủy diệt và đau thương, đôi khi những cuộc đối đầu có thể dẫn đến sự tiến bộ. Điều này đúng trong cả khoa học, khi sự ganh đua và cạnh tranh không chỉ là nguồn cơn của thù hận, mà còn là ngọn lửa soi sáng những khám phá vĩ đại. Trong khi nước Mỹ đang hồi phục từ những biến động xã hội và chính trị sau nội chiến, một cuộc đối đầu đã nảy sinh trong lĩnh vực cổ sinh vật học mới mẻ tại Mỹ. Othniel Charlie Moss và Edward Drinker Cove từng là bạn thân, nhưng rồi trở thành hai nhà cổ sinh vật học cạnh tranh khốc liệt với nhau. Họ bắt đầu lùng sục khắp miền Tây nước Mỹ để tìm kiếm những hóa thạch thời tiền sử, với hy vọng khám phá ra các loài động vật chưa từng được biết đến từ quá khứ xa xôi. Mặc dù cả hai xuất phát từ những nền tảng khác nhau, nhưng niềm đam mê chung với cổ sinh vật học và sự khinh ghét lẫn nhau đã thúc đẩy cả hai theo đuổi những phát hiện lớn. Cuộc cạnh tranh này được gọi là Burn War, chiến tranh xương. Cuộc chiến không mất mát gì về người, nhưng nhờ vậy đã dẫn đến việc khám phá ra hơn 100 loài mới tại Mỹ. Tuy nhiên, sự thù hận giữa họ không chỉ gây tổn hại đến danh tiếng cá nhân, mà còn khiến cả hai phải đối mặt với tình trạng phá sản vào cuối đời. Chiến tranh xương không chỉ là câu chuyện về những khám phá, mà còn là cuộc chiến cá nhân đầy kịch tính, nơi lòng tham, sự kiêu hãnh và tham vọng cá nhân đã dẫn đến sự hủy hoại cả sự nghiệp và cuộc sống của cả hai người. Thuật ngữ cổ sinh vật học, Paleontology, mới được đặt ra lần đầu vào năm 1822, khoảng thời gian Mary Anning tìm ra hàng loạt hóa thạch. 9 năm sau đó, Othniel Charlie Moss chào đời vào ngày 29 tháng 10 năm 1831 tại một trang trại ở Lockport, New York. Lúc đó thật khó để có thể tưởng tượng rằng trong tương lai, Moss sẽ là một trong những nhà cổ sinh vật học hàng đầu của Mỹ. Mẹ của Moss qua đời khi ông mới 3 tuổi và người cha của ông chỉ mong con trai mình trở thành người nông dân trên trang trại gia đình. Tuy nhiên, Moss sớm bộc lộ niềm đam mê với khoa học từ khi còn nhỏ. Nhờ sự động viên và hỗ trợ tài chính từ người chú George P. Pody, một nhà triệu phú, Moss đã có cơ hội thoát khỏi cuộc sống làm nông. Ông đã xuất sắc tại Học viện Phillips Academy, sau đó tiếp tục thành công tại Đại học Yale và sau đó là Học viện Cao học ở Đức. Chính nhờ sự giáo dục và tài trợ này mà Moss đã có bước đệm để trở thành một trong những nhà cổ sinh vật học tiên phong của Mỹ. Edward Drinker Cove sinh vào ngày 28 tháng 7 năm 1840, 9 năm sau Moss, trong một gia đình giàu có ở Pennsylvania. Từ nhỏ, Cove đã bộc lộ niềm đam mê với lịch sử tự nhiên và tham gia các lớp học tại Viện Hàn Lâm Khoa học Tự nhiên ở Philadelphia. Năm 18 tuổi, Cove đã xuất bản bài báo khoa học đầu tiên của mình khi còn là nhà nghiên cứu tại viện này. Vào năm 1863, để tránh việc Cove bị gọi nhập ngũ trong nội chiến Hoa Kỳ, cha của ông đã gửi con trai đến Đức để tiếp tục nghiên cứu về lịch sử tự nhiên. Chính tại Đức, Cope đã gặp Moss, người sau này sẽ trở thành đối thủ lớn nhất đời ông. Sau khi trở về Mỹ vào năm 1864, Cope và Moss vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiện. Năm 1867, Cope đã đặt tên cho một loài hóa thạch lưỡng cư, Theonius Mossi, để vinh danh Moss. Và một năm sau, Moss đáp lại bằng cách đặt tên cho một con rắn khổng lồ từ kỷ đệ tam ở New Jersey là Mosasaurus Corpinus để tỏ lòng tôn kính Cove. À, để mình chú thích thêm là hồi đó thì người ta gọi kỷ cổ tân và tân cận là kỷ đệ tam. Tuy nhiên, hành động của Moss không đơn thuần chỉ là một cử chỉ đáp lại. Vào năm 1868, Cove đã thể hiện tình bạn bằng cách dẫn Moss tham quan một mỏ hóa thạch tại Haddonfield, New Jersey.
Nhưng sau lưng Cook, Marsh lại thỏa thuận bí mật với chủ mỏ để những hóa thạch mới khai quật sẽ được gửi trực tiếp về đại học Yale cho Marsh. Nhận ra mình bị đâm sau lưng, Cook cảm thấy không hài lòng. Cook sau này đã mô tả hành động này như khởi đầu của sự kết thúc trong mối quan hệ bạn bè của họ, dẫn đến cuộc đối đầu khét tiếng. Cùng thời điểm vào năm 1868, Cook vội vàng công bố phát hiện về một loài plesiosaur mới mà ông nhận được từ một bác sĩ phẫu thuật quân đội ở Kansas, được đặt tên là Elasmosaurus latirus. Tuy nhiên, trong quá trình tái tạo lại bộ xương của loài này, Cook đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ông đảo ngược các đốt sống, dẫn đến việc đặt hộp sọ ở cuối đuôi thay vì ở đầu. Trong một lần ghé thăm Viện Hàn Lâm Khoa học Tự nhiên, Marsh được cho là người đầu tiên chỉ ra lỗi này của Cook và Joseph Leidy đã nhanh chóng xác nhận sai lầm đó. Cook, vì xấu hổ, đã nhanh chóng xuất bản đính chính và thậm chí cố gắng mua lại tất cả các bản sao của tạp chí chứa sai lầm này, nhưng thiệt hại đã quá rõ ràng. Về sự việc này, Marsh sau đó viết rằng, khi tôi thông báo với giáo sư Cook về lỗi này, lòng kiêu hãnh của ông ta đã bị tổn thương đến mức không thể phục hồi, và từ đó ông trở thành kẻ thù cay đắng của tôi. Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà cổ sinh vật học trở nên gay gắt khi cả hai bắt đầu đổ về miền Tây để săn lùng hóa thạch. Marsh chia sự tập trung của mình giữa việc thu thập càng nhiều hóa thạch càng tốt ở những vùng chưa được khám phá và nỗi lo sợ rằng Cook cũng có thể thu được những bộ xương có giá trị tương đương. Marsh thậm chí còn thuê gián điệp để theo dõi tiến trình của Cook, gọi Cook bằng mật danh Jones. Trong khi Cook cạnh tranh với Marsh, ông đã sử dụng chiến thuật đánh bom trải thảm về phân loại. Cook thường xuyên công bố các phát hiện của mình trên tạp chí khoa học để đảm bảo rằng tên tuổi và công việc của ông được công nhận, để chắc chắn rằng mình không bị lu mờ. Vào năm 1877, Cook đã mua lại tạp chí The American Naturalist. Giữa năm 1879 và năm 1880, Cook đã công bố 76 bài báo khoa học, chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 1.400 bài mà ông sẽ viết trong suốt sự nghiệp của mình, biến ông trở thành một trong những tác giả có nhiều bài báo nhất trong lịch sử khoa học Mỹ. Trong khi đó, Marsh quyết tâm triệt tiêu đối thủ của mình. Năm 1882, nhờ vào các mối quan hệ chính trị và tài năng ngoại giao ở Washington DC, Marsh đã trở thành nhà cổ sinh vật học trưởng của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, US Geological Survey, đem lại cho ông quyền tiếp cận với nhiều nguồn lực hỗ trợ. Với quyền lực mới này, Marsh bắt đầu cô lập Cook, cắt đứt nguồn tài trợ từ chính phủ mà cả hai đều phụ thuộc vào nhiều năm qua, đặc biệt là để chuẩn bị vào các tập sách minh họa đắt đỏ báo cáo về những khám phá hóa thạch. Tuyệt vọng, Cook đã thử vận may trong một dự án khai thác bạc ở New Mexico, nhưng ông mất hết tất cả từ vụ đầu tư này. Đến năm 1890, sau khi chia tay với vợ và con, Edward Drinker Cook sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở Philadelphia với bộ sưu tập hóa thạch là tài sản duy nhất còn lại. Trong khi đó, Othniel Charlie Marsh phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng tước đoạt bộ sưu tập hóa thạch của Cook, tuyên bố rằng chúng đã được thu thập bằng tiền của chính phủ và do đó thuộc về nhà nước. Cook đã phản đối quyết liệt, xuất trình bằng chứng cho thấy ông đã tự bỏ tiền túi để trả cho hầu hết các cuộc thu thập. Cook sau đó quyết định hủy diệt sự nghiệp của Marsh. Trong nhiều năm, Cook đã âm thầm thu thập các thông tin về những hoạt động mờ ám và các cáo buộc liên quan đến Marsh. Ông đã giao tất cả những bằng chứng này cho một nhà báo tự do tại New York Herald, nơi chuyên khai thác các vụ bê bối. Đã châm ngòi cho một cuộc đối đầu công khai kéo dài suốt 2 tuần. Những cáo buộc về tham nhũng, bất tài và lạm dụng tiền quỹ của chính phủ đã buộc Quốc hội phải tiến hành điều tra. Kết quả, họ đã cắt giảm ngân sách của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, khiến bộ phận cổ sinh vật học của Marsh bị xóa sổ, kéo theo việc bị mất vị trí, quyền lực và phần lớn thu nhập của ông để tăng thêm phần nhục nhã. Viện Smithsonian yêu cầu Marsh giao nộp một phần lớn bộ sưu tập hóa thạch của ông, nhưng chỉ một phần trong số đó là thực sự đã được thu thập bằng tiền của chính phủ. Cuộc chiến giữa Edward Cook và Othniel Marsh không chỉ làm hủy hoại danh tiếng của cả hai mà còn khiến sự nghiệp của họ xuống dốc. Cook đã dành hơn 20 năm để xây dựng bộ sưu tập hóa thạch của mình,
nhưng ông không thể tìm được người mua với giá xứng đáng. Cuối cùng, một người từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ đã trả 32.000 đô la cho một phần của bộ sưu tập. Năm 1897, Cook qua đời ở tuổi 56 do bệnh tật. Còn Marsh, ông qua đời năm 1899 ở tuổi 67 vì bệnh viêm phổi, với chỉ 186 đô la còn lại trong tài khoản. Bộ sưu tập hóa thạch cá nhân của ông nặng hơn 80 tấn, được Viện Smithsonian tiếp quản. Nhưng phần lớn bộ sưu tập này đã được để lại cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Peabody tại Yale. Dù mối thù này đã nuốt chửng cuộc đời và làm hủy hoại sự nghiệp của cả hai, những hóa thạch mà họ thu thập trở thành nền tảng cho ngành cổ sinh vật học ở Mỹ. Cook đã để lại hơn 13.000 mẫu vật và bộ sưu tập của Marsh cũng tương đương về chất lượng. Charles Darwin từng nói rằng bộ sưu tập của Marsh là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho thuyết tiến hóa của ông. Marsh và Cook đã phát hiện và mô tả tổng cộng hơn 142 loài khủng long mới, đóng góp đáng kể vào sự hiểu biết của chúng ta về quá trình hình thành và phát triển của hành tinh này.